Ngày 20 tháng 7, huyện Yên Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002 của Chính phủ. Trong 20 năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Châu đã thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời. Qua 20 năm đã giải ngân được 1.106 tỷ đồng, 51.804 lượt khách hàng được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới, nâng mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện từ 1,6 triệu đồng một người năm 2003 lên 25 triệu đồng một người trên năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cuối năm 2021 xuống còn 28,43%. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khen 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện.